những khoảnh khắc tác nghiệp ấn tượng với trận chiến chống dịch Covid-19 trong những ngày đầu xuân Tân Sửu. Cận cảnh quá trình tạo ra tượng trâu dát vàng 24 carat phục vụ cho đại gia vui chơi Tết Nguyên Đán 2021. Hình hiệu nét đẹp đời thường, lá chắn thép miền biên ải. Nghệ sĩ Việt rộn ràng gửi lời chúc mừng năm mới 2021. Hải Vân và bạn dẫn Quang Huy sẽ đồng hành cùng quý khán giả để sẻ chia tất cả những thông tin được phát trong Nóng 24 giờ hôm nay trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Nhân ngày mùng 1 Tết năm Tân Sửu 2021, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Hải Vân và Quang Huy xin kính chúc quý bà con luôn đong đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mái an khang và thắt chặt phú quý trong cuộc sống quý vị nhé. Và ngoài những thông tin chính vừa rồi trong bản tin ngày hôm nay còn có rất nhiều những thông tin hấp dẫn khác. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi trên màn hình phần tin tức đầu tiên liên quan đến công việc tác nghiệp của các phóng viên nhà báo trong trận chiến chống dịch Covid-19 nhân ngày đầu xuân năm mới. Kính thưa quý vị, trong không khí của ngày đầu đón xuân mới, mùa xuân đặc biệt của rất nhiều người trong khu cách ly, những y bác sĩ và những người làm công tác trực chiến ở vùng giáp biên giới, chương trình đã ghi nhận được rất nhiều hình ảnh tích cực vui tươi, đặc biệt trong đó có hình ảnh của các đồng nghiệp của chúng tôi. Và ngay cả khi hôm nay Quang Huy và Hải Vân đứng ở đây, trong ngày đầu xuân này cũng đã thấy có nhiều cảm xúc đặc biệt. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với những địa điểm đặc biệt, gặp gỡ những con người đặc biệt này quý vị nhé. Mừng xuân Tân Sửu, một mùa xuân đặc biệt của toàn đảng, toàn dân Việt Nam và song hành cùng với các lực lượng đang căng mình phòng chống dịch Covid-19 là đội ngũ những nhà báo phóng viên không quên làm nhiệm vụ. Từ Hải Dương, Hà Nội, Điện Biên, Hà Giang đến Bình Dương, Gia Lai và cả những vùng biên giới xa xôi. Mình là phóng viên mảng thời sự của VTC VTC News ạ. À, với động viên phóng viên thời sự ấy thì lúc nào cũng muốn là mình là người đầu tiên có cái bản tin đấy. Bản tin chính xác đầy đủ để cung cấp cho độc giả. Thế là thật sự là luôn luôn trở trong cái trạng thái căng thẳng và sẵn sàng chủ chiến ấy. Có những cái hôm mà bọn mình đi họp ban chỉ đạo phòng chống Covid của thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đến tận tầm 9 giờ tối 21 giờ ấy. Khi mà bụng đói meo, không kịp ăn uống gì vì cả ngày là chạy dài để đưa tin Covid rồi, buổi tối thì họ bên ban chỉ đạo cũng họp rất muộn hả? Là coi như mình thôi. Không có thời gian để mình về nhà, đúng không ạ? Đúng rồi, một Tết năm nay mình vẫn trực. Vì thế, năm nay thì mình sẽ vẫn tiếp tục cập nhật những bản tin về dịch Covid. Và có khả năng thì mình cũng sẽ tới một số địa điểm đang bị cách ly ấy. Còn thì mình to, mình sợ là cái nghề nghiệp của mình ấy di chuyển nhiều và đang trong dịch bệnh căng thẳng, mình đã gửi về ngoại từ trước tới rồi. Coi như là mình rơi vào cái tình thế là mình phải xa con, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mình sẽ chấp nhận. Dạ. Thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho con, hai nữa là cũng muốn toàn tâm toàn ý để theo đuổi công việc của mình. Mình chỉ mong là nhà nước ta sẽ khống chế được dịch bệnh để năm nay thì người dân sẽ ăn Tết được đầm ấm và an toàn hơn. Đối với những người dân mà đang trong vùng bị dịch và đang bị cách ly ấy, năm nay thực sự là họ sẽ rất là thiệt thòi vì có thể người thân con cái của họ ở vùng khác không thể về được nhà, gia đình sẽ không được sum họp đầm ấm như những năm trước. Nhưng mình cũng hy vọng là họ sẽ hiểu và thông cảm và chung tay cùng cả nước chống dịch. Chúc tất cả một năm mới, bước sang năm mới thì sẽ không còn có thêm một ca bệnh nào nữa. Từ trước đến nay thì có lẽ là năm nay là năm đầu tiên mà tôi đón một cái Tết nó có rất là nhiều cảm xúc. Tại vì năm nay thì vừa phải trực chiến và vừa phải làm công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trên tuyến biên giới. Gần như là hơn 100 quân số cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh đã tăng cường lên các chốt chống dịch, các khu cách ly trên tuyến biên giới Giang Thành và Hà Tiên. Thì nói chung là bản thân tôi cũng trực chiến suốt trên này cũng có rất là nhiều cái nỗi niềm, tại vì mình cũng phải xa gia đình, xa người thân, xa đồng chí đồng đội để mà thực hiện cái nhiệm vụ chống dịch. Nhưng mà với trách nhiệm của người lính, với trách nhiệm của người phóng viên, có thể để cập nhật cái tin tức sớm nhất cho quý khán giả và bà con nhân dân
thì tôi xin gửi đến đồng chí, đồng đội, những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ chống dịch ở vùng biên một lời chúc sức khỏe, chúc các đồng chí lúc nào cũng vững tay súng, vững ý chí để tạo thành cái hành lang vững chắc bảo vệ cho bình yên, và chúc cho bà con có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc, và cũng mong là cái dịch sẽ mau chóng qua đi để mà tỉnh Kiên Giang nói riêng, nước Việt Nam nói chung trở lại cuộc sống bình thường, phát triển kinh tế. Những năm gần đây, các linh vật tượng trưng cho mỗi năm được dát vàng làm quà biếu, quà tặng, được các nhà sản xuất tung ra thị trường từ rất sớm để phục vụ cho nhu cầu của đông đảo người dân. Và với ý nghĩa mong một năm mới ấm no, khỏe mạnh, hạnh phúc sinh sôi, tác phẩm tượng trâu vàng khởi sinh được dát vàng 24 carat đang là mặt hàng hút khách nhân dịp Tết cổ truyền năm nay. Tác phẩm tượng trâu vàng khởi sinh được lấy cảm hứng từ hình ảnh loài trâu một cách chân thực nhất trong đời sống người Việt Nam. Tác phẩm khắc họa hình tượng trâu mẹ vững vàng, to lớn, với cặp sừng vững chãi, là chỗ dựa an toàn, ấm áp cho trâu con. Những chú trâu con khép nép thì đứng dưới sự che chở, bảo vệ của trâu mẹ, tất cả đều được dát vàng 24K. Để tạo ra một tác phẩm trâu vàng khởi sinh phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau và được chế tác hoàn toàn là thủ công. Đầu tiên tác giả sẽ phải tạo hình khối bằng đất sét, sau đó sẽ được đổ khuôn âm bản để chuyển sang những chất liệu bền vững như đồng hay composite tổng hợp. Sau cuối là công đoạn chế tác được giao cho những nghệ nhân có tay nghề cao và đòi hỏi sự tỉ mỉ để có được một tác phẩm hoàn thiện. Để mạ tượng, người thợ thủ công phải dùng đến nhiều lá vàng gác mỏng phủ lên toàn bộ phần tượng. Các lá vàng 24K được phủ cẩn thận và tỉ mỉ từng chi tiết góc cạnh. Được biết, mỗi tượng trâu được gắn 25 tấm lá vàng 24K. Quá trình dát vàng lên thân tượng được thực hiện trong phòng kính với đầy đủ ánh sáng và nhiệt độ phù hợp. Tác phẩm trâu vàng khởi sinh đã có giấy chứng nhận giám định đá quý và vàng của Trung tâm Kiểm định Đá quý và Vàng. Mỗi bức tượng có giá khoảng 10 triệu đồng. Kính thưa quý khán giả, năm nay những sản phẩm mai Tết tiếp tục lên kệ như hàng năm. Tuy nhiên, có một cây mai vô cùng độc đáo, hoa nở quanh năm, cây không rụng lá, cánh hoa không tàn úa. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Dạ, đơn giản bởi vì đây là một cây mai có 102 làm từ 100% đất sét, quý vị. Và đây là tác phẩm của nghệ nhân Trần Thị Tường Vui, sản xuất thủ công trong vòng 3 tháng. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi nhé. Cây mai này sở hữu những con số khủng, cao 2m, tán rộng 1m3, nặng hơn 50kg. Số lượng hoa mai dao động từ 550 đến 600 bông và khoảng 5.500 đến 6.000 nụ, bao gồm nụ non, nụ vàng và nụ chồi. Đây là cây mai được làm bằng đất sét có chiều cao khủng nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Cây mai của mình á thì có rất là nhiều nụ. Cái dụng tâm của mình bỏ vô cái tác phẩm này đó là đâm chồi nảy lọc, những cái nụ non giống như là những cái lọc, những cái chồi non và những cái tươi mới hơn. Mình muốn là kết thúc năm nay, sang năm nó sẽ có một cái khởi đầu nó suôn sẻ hơn, có nhiều cái may mắn hơn. Nếu chỉ nhìn qua khó có thể phát hiện đây là cây mai bằng đất sét, bởi độ chân thật đến từng chi tiết nhỏ. Những bông mai với kích cỡ khác nhau, độ bung nở tinh xảo, ấn tượng nhất phải kể đến thân cây sân xuôi tự nhiên và bộ rễ ăn tiền. Thậm chí nghệ nhân Tường Vui còn tạo tác ra những dấu vết thời gian như thân cây bị mốc, loang lỗ. Sản phẩm được làm ra hoàn toàn bằng thủ công từ đôi tay của người nghệ nhân, cho ra một tổng thể đáng ngạc nhiên. Có một điều vui hơn nữa là tác phẩm của mình đó, sử dụng hoàn toàn bằng đất sét, và đất sét này là đất sét Việt, đất sét do chính bản thân mình tạo ra và mang thương hiệu Việt. Tất cả đều nguyên liệu Việt, nó không sao chép một cái ý tưởng của bất cứ ai, và nhất là mình không hẳn là dựa vào cái nền tảng cũ của các bạn bên nước ngoài, thì hoàn toàn là bằng cái trí tuệ Việt của mình. Mình muốn khẳng định được là ở Việt Nam mình vẫn tạo những cái tác phẩm, tạo những cái sản phẩm độc đáo không thua gì bạn bè quốc tế. Trước đó, nghệ nhân Tường Vui cũng từng gây sốt thị trường hoa đất sét với cây bò cạp vàng cao 2m7 và cây tắc kiển cao 2m5. Cây mai đất sét cao 2m được định giá khoảng 20 triệu nếu bán ra thị trường. Cùng với nuôi tôm, cua truyền thống, tận dụng thời gian nhàn rỗi và đa dạng vật nuôi, một số hộ dân ở xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã chọn loại dế mèn Thái để nuôi hơn 4 tháng nay. Đây là mô hình mới xuất hiện tại địa phương nhằm lấy ngắn nuôi dài. Gia đình anh Lưu Thanh Liêu ở ấp Cái Nước, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau là một trong số những hộ nuôi dế Thái như thế. Theo anh cho biết, dế vừa là thức ăn để anh nuôi cá ếch nhằm tiết kiệm chi phí thức ăn và vừa góp phần tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình mình.
Tìm tòi học hỏi qua mạng, anh Lưu Thanh Liêu nhận thấy mô hình nuôi dế không tốn nhiều vốn và công sức, lại sạch sẽ, đảm bảo môi trường trong quá trình chăm sóc, nên anh đã mua con giống tại Cần Thơ về nuôi thử nghiệm. Theo anh Liên, nguồn vốn cho mô hình nuôi này không nhiều. Mỗi lồng nuôi, bao gồm cả chi phí xây và con giống chỉ khoảng 700.000 đồng là có thể làm được. Ban đầu anh chỉ mua 2 ổ trứng để nuôi trong một lồng, sau đó dế mới đẻ trứng và tiếp tục nhân rộng. Chỉ trong vòng chưa được 4 tháng là có thể nhận ra được 5 lồng. Cũng có cái hiệu quả cao là mình lại chăn nuôi được con ếch với con cá đầu tiên á. Chứ bán ra thì mình cũng chưa phổ biến không. Chứ mình nuôi để mình chăn nuôi lại các món khác rồi mình bán lại món kia. Con này là không gì, chỉ có chuồng mình đừng có để cho đồ ẩm mốc thôi. Là nó được rồi, đừng để đồ mà cho ẩm mốc, nước đồ ướt quá là nó được. Chứ nó không có gì nha. Dế mèn con sau khi nở từ trứng, nuôi khoảng 30 ngày là có thể bán. Với giá bán trên thị trường, dế thịt ở mức 100.000 đồng một ký, dế trứng từ 100.000 đến 120.000 đồng một ổ. Trung bình mỗi lồng nuôi 2 x 4 mét, mỗi đợt có thể thu hoạch từ 30 đến 40 ký dế thịt. Từ hiệu quả của mô hình mang lại, nên anh Liêu đang dự định mở rộng chuồng nuôi nhằm đủ cung cấp cho các loại vật nuôi và bán dế thịt, cũng như sản xuất bán trứng dế giống để bán cho bà con có nhu cầu phát triển mô hình. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều những hình ảnh người cảnh sát giao thông với hành động ân cần, gần gũi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trên đường phố. Trong các trường hợp như ngập nước, kẹt xe hay là xe chết máy, các anh luôn là những người sẵn sàng giúp đỡ bà con nhiệt tình. Mới đây, trên một con phố tại Hà Nội, một cư dân mạng đã vô tình quay lại hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát giao thông để chiếc xe ô tô gặp sự cố, tạo nhiều cảm tình với người dân. Có thể nói, nhắc đến các chiến sĩ cảnh sát giao thông, chúng ta không chỉ nghĩ đến nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mà những người lính áo vàng luôn mang bên mình một nhiệm vụ thầm lặng, đó là giúp đỡ nhân dân khi gặp sự cố. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy giữa con phố tấp nập các phương tiện lưu thông đông đúc, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang gắng hết sức mình đẩy chiếc xe ô tô có vẻ như đang gặp sự cố trục trặc. Hành động đẩy xe trợ giúp người dân của anh thật sự không biết dùng từ gì để diễn tả vì nó quá đẹp và ý nghĩa. Ngay khi clip được phát đi rộng rãi trên mạng xã hội, các hội nhóm liên tục chia sẻ và dành những lời tán dương tốt đẹp cho anh. Trong một ngày vui đầu xuân năm mới như thế này thì Quang Huy xin được chia sẻ đến với tất cả quý vị một đoạn clip vô cùng hài hước đang gây sốt khắp mạng xã hội. Cụ thể một tuyến đường được thay áo mới, vừa hoàn tất việc đổ bê tông, chưa kịp khô ráo thì bỗng đâu xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Và đó chính là một chú ngan. Chú ngan này cứ thế xông thẳng vào trận địa, khiến tình huống trở nên khóc dở, méo dở. Và một người dùng mạng xã hội đã có bình luận tếu táo rằng thu đi để lại lá vàng, ngang đi để lại muôn vàng dấu chân. Quả là một pho vô cùng khó đỡ thưa quý vị. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục chương trình với những clip khác cũng thú vị không kém. Thưa quý vị và bà con, công tác bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 nơi tuyến biên giới Kiên Giang với Campuchia vào mùa xuân năm nay càng quyết liệt hơn bao giờ hết. Cha mất không được về chịu tang, mẹ cấp cứu nằm viện không được về chăm sóc, con chào đời nhưng cũng chỉ được nhìn qua điện thoại là những gì mà các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng nơi đây đã từng phải trải qua. Các anh đang lặng thầm mỗi ngày để giữ bình yên cho chúng ta. Và vượt lên trên tất cả, những mệnh lệnh từ trái tim đang thúc giục những người chiến sĩ bộ đội biên phòng làm tròn sứ mệnh lá chắn thép vùng biên cương. Và ngay bây giờ, Hải Vân xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự mà phóng viên chương trình mới ghi nhận được trong một buổi chiều làm việc của các anh để chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn về cuộc sống và tâm tư của người lính nơi biên cương tổ quốc, quý vị nhé. Như tôi thì cha vừa cấp cứu cách đây 3 ngày tại bệnh viện. Mà cũng phải gác lại thôi. Gia đình thì cũng xác định là đã là con, có người đưa con làm chiến sĩ biên phòng thì cũng sẽ hiểu vấn đề đấy. Giữa cái nắng gắt ban trưa, chúng tôi theo chân các chiến sĩ vào thăm chốt trực của trạm biên phòng Vàm Hàng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Phải rất khó khăn mới tới nơi. Cuộc sống của các anh diễn ra quanh năm nơi lán trại nhỏ bé, lợp bằng lá với các vật dụng sinh hoạt giản đơn. Thế nhưng tất cả không là vấn đề gì to tát với những người lính nơi biên cương này. Ngày cũng như đêm, hình ảnh màu áo xanh đã thân thuộc dọc theo tuyến đường biên giới.
Đây mới chỉ là chốt trại số 1, phải vượt qua con sông Vàm Hàng với những hàng dừa nước ken đặc bằng vỏ lãi, chúng tôi mới tới được chốt trạm số 2. Tuyến sông này vào ban đêm lại càng khó khăn cho công tác tuần tra. Cuộc sống ở đây cũng khó, nước, về phần nước uống nước ngọt, nước sinh hoạt, rồi phần thức ăn cũng hơi khó tại cách trung tâm của Hà Tiên rất là xa trong biên giới này. Vườn rau nhỏ ngay tại láng, cá thì đánh bắt dưới sông, nhiều đó thôi là đủ cho bữa cơm của bộ đội. Những thùng nước ngọt quý giá phải mua và dự trữ như thế này. Quý vị thân mến, cách tay tôi không xa là nước bạn Campuchia, chỉ cách chúng ta một cánh rừng phòng hộ rất là nhỏ hẹp. Và điều đó rất là thuận lợi cho các đối tượng buôn lậu cũng như nhập cảnh chui hoạt động. Và càng gây khó khăn cho các lực lượng chiến sĩ biên phòng tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Mặc dù là cuộc sống ở đây còn khó khăn trăm bề, nhưng mà các chiến sĩ của chúng ta đã thể hiện rõ cái vai trò của mình trong cái công cuộc đấu tranh để mà bảo vệ đất nước cũng như là chống dịch Covid-19. Đường biên giới trên bộ giữa Kiên Giang và một số tỉnh Campuchia vào khoảng 48 km. Những ngày này càng phải bổ sung lực lượng về đây để nâng cao khả năng phòng vệ và kiểm soát các đối tượng nhập cảnh cũng như buôn lậu dịp cận Tết. Chỉ cần hỏi ra là các đối tượng là chạy qua lúc nào là chúng tôi là phải căng mình để chống. Bởi vì kể cả như hiện tại như bây giờ, chỉ chờ đêm xuống là các đối tượng bắt đầu là áp sát đường biên giới, dùng vỏ máy và lực lượng đông để uy hiếp cán bộ chiến sĩ. Chiều về nơi biên cương, khung cảnh nên thơ này dễ khiến lòng người xao động. Thượng úy Hành trầm tư ngồi võng canh gác, hướng về phía mặt trời dần buông xuống nơi địa đầu Tổ quốc. Đã rất lâu rồi, anh chưa về thăm nhà. Nhìn lá cờ đỏ tung bay, thể hiện chủ quyền lãnh thổ nơi biên cương, có thể hiểu động lực để các chiến sĩ phải đánh đổi những giờ phút riêng tư. Mỗi giây phút trôi qua bình yên mà chúng ta đang tận hưởng, luôn có sự đóng góp thầm lặng, cao cả của các chiến sĩ nơi đầu sóng. Người lính trọn mùa bám chốt, Tết nay không được về nhà. Chỉ mong đường biên yên ả, mọi người đón Tết cười hoa. Giáng anh hòa cùng sông núi, để mai lộc biết vuông cành. Anh đi gọi mùa xuân tới, đất mình một dải tươi xinh. Thưa quý vị khán giả, rút quẻ, xin xăm lộc đầu năm từ lâu đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam chúng ta mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong sáng nay, ngày mùng 1 Tết, rất đông người dân trên khắp cả nước đã cùng nhau đi du xuân, viếng cảnh chùa để cầu may mắn, bình an và rút quẻ xin xăm để xem dự báo về vận mệnh của mình và người thân trong năm mới. Và ngoài những phương thức bói tử vi hay các thể loại bói bài ngoại nhập, thì từ trong chính dân gian mình còn có một thể loại bói rất Việt Nam, rất thuần văn hóa, triết lý mà không hề nhuốm màu sắc mê tín dị đoan, đó là bói kiều thưa quý vị. Nhân ngày đầu năm mới ngày hôm nay, chương trình xin mời quý vị cùng tìm hiểu và gieo một quẻ bói kiều với MC Như Quỳnh và khách mời đặc biệt của chúng ta. Kính thưa quý vị khán giả, truyện Kiều là một tác phẩm văn học kinh điển của đại thi hào Nguyễn Du đã đi sâu vào đời sống tinh thần của dân tộc ta. Vào những ngày đầu năm như thế này thì người xưa thường tiến hành gieo quẻ bói kiều nhằm phán đoán những điều sắp xảy ra trong tương lai. Và đây được xem như là một nét văn hóa tâm linh lâu đời của người Việt. Và để cùng tìm hiểu về văn hóa bói kiều, Như Quỳnh xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ vị khách mời đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Tiến sĩ La Mai Thi Gia, trưởng bộ môn văn hóa dân gian khoa văn học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Dạ, xin chào cô ạ. Xin chào MC Như Quỳnh, xin chào quý vị khán giả. Dạ, kính thưa cô, xin cô cho Như Quỳnh cũng như là quý vị khán giả được biết là bói kiều mang ý nghĩa văn hóa như thế nào ạ? Mình cảm thấy rất là vui khi mà được nói về cái chủ đề thú vị này. Văn hóa bói kiều nó là trở thành một cái hoạt động văn hóa tinh thần của nhân dân ta thì có thể là từ khi truyện kiều xuất hiện, rồi truyện kiều đi thẳng vào đời sống nhân dân và trở thành một cái kiệt tác trong lòng của nhân dân mình. Nhân dân sử dụng kiều như là một cái chỉ dẫn về tinh thần cho mình vào những ngày đầu năm, không chỉ là để phán đoán về cái tương lai đâu, nhưng mà là còn để tìm cái cách giải đáp những cái thắc mắc, tức là tìm một cái lời chỉ dẫn gì đó. Bởi vì như chúng ta đọc kiều rồi, chúng ta học kiều rồi, chúng ta biết là kiều là một cái cuốn sách của cuộc đời. Người ta thấy kiều đóng rất là nhiều vai, và trong kiều cũng vậy, cũng xuất hiện rất là nhiều mối quan hệ của con người ở trong đó. Nói chung tất tật các kiểu người, mọi hoàn cảnh đều có ở trong kiều hết. Cho nên vì sao người ta bói kiều?
Bởi vì hầu như tất cả chúng ta ai cũng đều nhìn thấy ở trong Kiều cái gì đó ở mình ở trong đó. Dạ, thưa cô, nhưng mà khi mà nhắc đến bói Kiều thì người ta sẽ nghĩ ngay đến là những cái hoạt động mê tín dị đoan. Như vậy thì bói Kiều nó khác với các hoạt động mê tín dị đoan như thế nào ạ? Mình nghĩ là chắc cũng người ta chỉ nghĩ là bói toán là mê tín dị đoan ha. Nhưng mà chắc cũng chưa có ai có tư tưởng là bói Kiều là mê tín dị đoan thôi. Tại vì hai cái nó khác nhau, hai cái nó khác nhau rất là nhiều. Bởi vì khi nói tới mê tín là chúng ta tin về những cái thứ gì đó siêu hình ha, tin vào một cái lực lượng thần linh ma quỷ gì đó là chế ngự cái số mệnh của mình. Chúng ta khi chúng ta tìm đến bói toán các kiểu là chúng ta thường là có một cái nỗi sợ hãi ha, một cái nỗi sợ hãi, cảm thấy sợ hãi một cái thế lực nào đó. Và chúng ta dễ bị những người thầy bói mà gọi là không tử tế, người ta sẽ lợi dụng cái nỗi sợ đó để người ta bắt chúng ta cúng kiến, rồi nhiều khi phải bỏ tiền đặt quẻ rồi các kiểu ha. Còn với bói Kiều thì sao? Chưa bao giờ chúng ta nghe nói là chúng ta phải bỏ quẻ, bỏ tiền đặt quẻ để bói Kiều hết. Như vậy thì cô cho em hỏi là để có được một quẻ bói Kiều vào đầu năm á thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì ạ? Trước hết là chúng ta phải có niềm tin ha. Rồi chúng ta có một câu hỏi hay chúng ta có một cái sự phân vân lựa chọn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tìm đến cái người mà chúng ta nghĩ rằng có thể giải đáp được ý nghĩa của những câu Kiều. Cho nên cái chuyện đó không phải thầy bói nào cũng làm được đâu. Thì cái người mà bói đó thực ra là phải rất là am hiểu chuyện Kiều. Cái tầng tầng lớp lớp từ ngữ ở trong Kiều không phải ai hiểu được hết. Trước hết á, để chuẩn bị một cái cuộc bói Kiều á, thì cái người mà cần phải có lòng thành tâm á, là thường là thắp một cái nhang, sau đó là đọc cái lời khấn. Ở trong dân gian có lời khấn hay lắm: lạy Phật Thích Ca, lạy Ma Từ Hải, lạy Bãi Giác Duyên, lạy Tiên Thí Kiều, lạy cụ Nguyễn Du, cho con xin một quẻ. Và sau đó mới cầm lên như vậy và nói là con là tên gì, ở đâu, và con xin hỏi về chuyện này chuyện kia ha. Hoặc là có những cái câu khấn ở các vùng mà người ta đọc thành một bài đồng giao rất là hay. Ví dụ như là Thí Vân Thí Kiều, Vương Quang Kim Trọng, ông bà Viên Ngoại, Từ Hải Giác Duyên, sống khôn chết thiên, về đây gieo quẻ. Thấy hoa đừng bẻ, thấy trẻ đừng chơi, thấy quán đừng ngồi, mau mau về đây gieo quẻ. Ta chỉ nắm mắt và xin như vậy nè, mình nói thầm trong lòng của mình thôi. Sau đó thì mình lật cuốn truyện Kiều ra và mình dùng một cái ngón tay cái bên nào cũng được, ấn vào một cái câu nào đó. Thì hai cái câu mà câu Lục và câu Bát ở trong này nó sẽ là cái câu mà mình bắt được, thì cái người kia thì sẽ dựa vào đó để giải đáp cho mình. Thưa quý vị, cuộc sống ngày càng hiện đại và những giá trị truyền thống nói chung cũng như là bói Kiều nói riêng á, dường như là ít nhiều cũng bị mai một. Vậy thì chúng ta cần có cách giữ gìn cũng như là bảo tồn văn hóa bói Kiều này như thế nào, đặc biệt là những người trẻ ạ? Tức là kinh nghiệm của bản thân mình thôi, thì mình không có cảm giác là nó mai một. Mà đặc biệt là những cái người trẻ, nếu như mình cũng được tính là người trẻ thì lại có một cái tham vọng, một cái ham muốn là truyền lại cho những cái thế hệ sau cái văn hóa bói Kiều đó. Với các bạn trẻ thì trước tiên thay vì nói chuyện bói Kiều thì trước tiên để dạy các bạn yêu quý truyện Kiều đã. Còn việc mà người ta tin vào Kiều á, người ta có tiếp tục cái bói Kiều này hay không á, thì mình nghĩ trong từng phạm vi gia đình, trong từng phạm vi dòng họ thì mỗi người chúng ta, mỗi người lớn chúng ta rồi chúng ta sẽ truyền lại cho thế hệ sau. Cho nên mình nghĩ là đừng có lo nó mai một. Dạ, xin chân thành cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành sâu sắc từ tiến sĩ văn học La Mai Thi Gia. Và Như Quỳnh hy vọng là văn hóa bói Kiều sẽ ngày càng được phát triển cũng như là được giữ vững trong tinh thần dân tộc của chúng ta. Và cuối lời thì thay mặt ekip thực hiện chương trình, Như Quỳnh xin chúc cô cũng như là quý vị khán giả có một năm mới thật là nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Xin cảm ơn và xin chào ạ. Đón xuân mới trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, rất mong quý vị hãy luôn tuân thủ các biện pháp an toàn nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng để có những ngày Tết Tân Sửu thật bình an, ấm áp quý vị nhé. Còn bây giờ thì Quang Huy và Hải Vân và những người thực hiện chương trình xin trân trọng kính chào.